Thánh Tông Di Thảo. Chuyện một giấc mộng. Nhân Tông gặp loạn nghi dân, ta mới lên ngôi. Nghĩ đến việc trước mà luôn luôn phải phòng ngừa, thường dàn 6 quân thân hành đi kiểm soát. Một hôm gặp mưa to, đóng lại trên bờ hồ Trúc Bạch ở Mỏ Phượng. Trong cơn mưa u ám, phảng phất có tiếng khóc than thảm thiết. Khi ta truyền mọi người lắng nghe thì không thấy gì, nhưng đến khi gió mưa to thì lại nghe như trong như trước. Ta mới ngờ vực, rót chén rượu, hát ra phía có tiếng khóc, rồi khấn thầm rằng: chấm trên nhờ oai linh của tổ tông, dưới dựa vào bầy tôi giúp sức, sinh sát thưởng phạt đều nắm trong tay. Ai uất ức đau khổ, ta có thể giải đi được. Ai có công đức ngầm kín, ta có thể nêu lên được. Khấn các thần ở địa phương, nếu có u hồn nào còn uất ức thì bảo chúng cứ thực tâu bay. Cớ sao gió mưa thì nghe thấy tiếng lờ mờ như không rõ, như khóc như than, nửa ẩn nửa hiện. Trong tình u ám có ý thẹn thùng, làm cho ta sinh lòng nghi hoặc, muốn nêu lên không rõ công đâu mà nêu cả. Muốn nêu lên không rõ công đâu mà nêu, muốn giải cho không biết oan đâu mà giải. Chấm không nói lại nữa, bảo cho các thần biết. Khấn xong, ta xem hoa cỏ phía ấy tựa hồ có ý cảm động, khiến ta cũng sinh lòng thương xót. Liền sắc cho các tướng truyền quân sĩ chỉnh tề hàng ngũ về cung. Các tướng hộ giá đều phục đằng trước tâu rằng: từ khi thánh thượng chính ngôi đến nay, dân chúng thảy đều thần phục, há đâu có sự bất ngờ. Nay trời rét như cắt, lại thêm mưa gió lạnh lùng, dù ơn vua rộng khắp, ba quân đều có lòng cắp bông báo ơn chúa, nhưng đội mưa ra về, dân chúng sẽ nghi là có việc khẩn cấp. Quý xin đóng tạm ở hành tại, đợi khi mưa tạnh trời quan, chuyền mở cửa tây, chỉ trăm bước là về tới chính cung. Ta mới gượng theo ý chư tướng, hạ lệnh ngủ đêm ở đó. Đêm khuya mộng thấy hai người con gái rất đẹp, đội một phong thư phục xuống trước mặt tâu rằng: chị em thiếp trước thờ vua Lý Cao Tông rất được nhà vua yêu dấu, không may vận rủi thời suy, bị kẻ gian là Trần Lục bắt trộm đem đi trốn, định bán chị em thiếp cho người ta bằng một giá đắt, nhưng bị người láng giềng trông thấy, nó sợ tội nặng nên đem chị em thiếp ra mở địa phương này. Tới nay đã hơn 200 năm, may sao nhà vua đi tuần qua đây có lòng thương xót mọi người, nên chị em thiếp liền liều chết đến dâng thư, mong được đổi đức thánh minh soi xét. Chị em thiếp nghĩ rằng lúc này chính là lúc được ra ngoài hang tối thấy bóng mặt trời, rồi đặt thư lên án, vừa khóc vừa lạy mà lui ra. Ta mới tỉnh mộng, trông lên án quả có một phong thư. Trong lòng nghi ngại, vội mở ra xem thì thấy một tờ giấy trắng ngang dọc đều độ một thước, trên có 71 chữ. Lối chữ ngoằn nghèo như hình run rế, không thể hiểu được. Dưới cũng có 2 bài thơ. Bài thứ nhất rằng: cổ nguyệt lạc hàn thủy, điều ôi vị bán âm, dạ dạ quân kim trọng, thề thề thiên lý tâm. Nghĩa là: mặt trăng xưa rơi xuống nước lạnh, góc ruộng vì thế mà tối mất một nửa, đêm đêm cân vàng nặng, đau lòng xót ngàn dặm. Bài thứ hai: xuất sử ba sơn sự nhị vương, tỷ lân đầu thượng lưỡng tương phương, hậu lai giá đắc kim đồng tử, không với đảo chi vĩnh tự thương. Nghĩa là: ra từ núi ba sơn thờ hai vua, trên đầu liền xóm hai người sánh đôi, đến sau gả cho kim đồng, uổng công đội cành đào, cảm thấy đau xót mãi mãi. Ta mới nghĩ đi nghĩ lại 2-3 lần nhưng vẫn chưa hiểu ý. Sáng hôm sau ta vào triều, vậy học thần nội các đến thuật rõ việc ấy và đưa 2 bài thơ cho mọi người xem để giải nghĩa. Các học sĩ đều nói: lời nói của quỷ thần rất huyền bí, không thể giải đoán ngay được, xin bệ hạ cho phép chúng tôi nghĩ kỹ xem thế nào rồi sẽ xin tâu lại. Trải qua 3 năm, không ai biết 2 bài thơ có ý nói gì. Một hôm ta mới ngủ trưa, mộng thấy người tiên thổi địch gặp ở hồ Tây khi trước. Ta mừng lắm, mời gã cùng ngồi, cầm tay nói chuyện vui vẻ. Trong mộng lại nhớ đến 2 bài thơ kia, đem ra hỏi, thì tiên thổi địch nói: 28 ngôi sao tao đàn đều là tài hoa bậc nhất trong thiên hạ, mà không ai đoán được nghĩa ư? Đến cả cậu tiên đồng đứng bên thượng đế cũng bị phú quý làm mê muội mất rồi.
ta mới cười nói: Tiền trên ta có câu, không thể biết được mới gọi là thần, đem lòng trần dò lòng thần, dò thế nào được. Vậy nên 3 năm nay muốn thân oan cho người mà vẫn chưa được. Tiên Thổi Địch mới giải nghĩa rằng: Hai người con gái ấy là yêu thần của chuông vàng và tỳ bà đấy. Khi xưa Liễu Cao Tông chế nhạc, đặt tên chuông là Kim Trung, tên đàn là Ngọc Tỳ Bà. Là chuông mà có tiếng thơ trúc, là tơ mà có âm hưởng của kim thanh. Cho nên mỗi lần được tấu ở ngự tiền vẫn được ban thưởng. Nhà vua rất quý, đem cất vào nhạc phủ cẩn thận. Đến đời Huệ Tông chế nãi chính trị, ruồng bỏ nhạc công, hàng ngày say sưa hát hỏng. Múa giáo tự xưng là tướng nhà trời, ủy cả chính quyền cho họ nhà Trần. Lúc ấy mọi người tôn thất nhà Trần tên là Lục thừa cơ lấy trộm hai nhạc cụ ấy. Không ngờ bị nhạc công là Nguyễn Trực trông thấy, toàn đem phát giác. Lục mới sợ mắc tội, liền đem chôn tại bờ hồ Trúc Bạch. Bên trên trồng một cây anh đào cho mất dấu tích đi. Khí vàng và ngọc lâu ngày thành yêu, nên chúng muốn kêu với vua đào lên để chúng được trổ tài cho vua dùng đấy. Trong bài thơ nói: Cổ Nguyệt Lạc Hàn Thủy, là bên tả chấm thủy, giữa có chữ cổ, bên hữu có chữ nguyệt, ghép lại thành chữ hồ. Âm bên hữu chữ điền thêm chữ bán là chữ bạn. Cho nên nói điền ôi vị bán âm. Kim đồng ghép lại là chữ trung, thiên lý ghép lại là chữ mai, vì chữ thổ ngược lại là chữ thiên. 4 câu này đọc lại thành 4 chữ, hồ bạn trung mai, nghĩa là chuông chôn bờ hồ. Còn các chữ khác chẳng qua chấp nhặt cho thành câu hỏi. 2 chữ vương trên chữ ba là chữ bà, trên đầu chữ tỷ với chữ đầu chữ ba so sánh như nhau, nghĩa là cùng đặt 2 chữ vương lên trên thì thành chữ tỳ. 2 chỗ tuy đảo ngược nhưng cũng hiểu là chữ tỳ bà. Gả cho chàng Kim Đồng, Kim Đồng là chữ trung, chắc là tỳ bà và Kim Trung cùng đựng vào một vật gì đem chôn đấy. Còn câu không đới đào chi vĩnh tự thương, thì xem bên bờ hồ có cây anh đào, tức là 2 chữ ấy chôn dưới gốc đấy. Ta lại hỏi âm và nghĩa của 71 chữ ở đầu trang, thì Tiên Thổi Địch nói: Những chữ ấy tức là lời tâu của 2 con yêu. Lối ấy là lối chữ cổ xưa của Việt Nam. Nay mường mãn ở các sơn động cũng có người đọc được. Nhà vua triệu họ đến, bắt đọc thì khắc biết. Tiên Thổi Địch nói xong, ta còn muốn nói chuyện nữa, thì chợt có cơn gió thoảng qua làm ta tỉnh giấc. Bèn truyền thị vệ theo lời dặn đi tìm. Quả nhiên đào được 1 quả chuông vàng và 1 cây đàn tỳ bà bên hồ. Lời bàn của Nam Sơn Thúc: Lâu ngày thành yêu, vật nào cũng thế, không những chỉ vàng và ngọc. Như trong vườn hoa của một ấp kia có một tòa miếu cổ xây bằng gạch, đằng trước có một cửa nhỏ, chỉ vừa một người ra vào, trong chỉ rộng bằng 1 chiếc chiếu, trên đặt bát hương và 1 cây đèn bằng gỗ. Mỗi năm có 2 người trong ấp đến lễ bái thì mở cửa mà vào, quét miếu thắp hương, xong việc lại ra đứng ở bên ngoài khép cửa lại, còn người dưng thì không ai bước được tới. Trong miếu có 1 cái chổi rễ tết bằng những mảnh tre nhỏ, khi vào cúng bái dùng để quét, quét xong lại dựng trong gốc miếu. Tương truyền là chổi rễ ấy mà dùng lâu ngày mà ngày lúc nào cũng như mới. Người trong ấp thường thấy có ma hiện ra. Khi ấy có người học trò quẩy cháp đi học, đến ấp thuê nhà ở để tiện đến nhà thầy nghe giảng. Ở trò được 3 tháng thì bỗng một đêm khuya thấy người con gái đẹp đứng ngoài cửa sổ ném một bài thơ vào. Thơ mới rằng: Thiếp vốn sao trời xuống dưới trần, trên cùng cơ vĩ vốn cùng thân, thường đem quét tước trần ai sạch, muốn kết ái ân chu với trần. Người học trò nhặt bài thơ xem thì ngồi im lặng một lúc lâu. Người con gái nhìn vào cửa sổ mới cười rằng: Thế gọi là văn cùng đấy. Người học trò thấy cô gái có sắc đẹp, cùng nhau ngâm họa rồi lân la gần gũi. Đến gà gáy, à vội dậy từ biệt. Người học trò muốn giữ lại thì à nói: Tiếp là con gái quan nội triều ở ấp này, nhàn nhã đã lâu, nhưng tính cha mẹ nghiêm ngặt, quanh năm không cho ra khỏi cửa, người trong ấp chưa ai trông thấy mặt, vì thế thiếp chưa có gia thất.
Hôm qua ngẫu nhiên nhìn qua khe cửa, thấy chàng đi qua, đã ưa người đẹp lại mến tài cao, cho nên thiếp bèn chui lối ngạch đi ra, quên cả hổ thẹn. Nếu mải vui nằm lâu có người biết được, thì không những mang tiếng chê bai như thơ nhuế đống, suốt đời không ai dám hỏi đến nữa, mà lại còn điểm nhục đến cả gia thanh, để lo buồn cho cha mẹ, đến mà tự tử mà chết mất. Nếu chàng có lòng yêu thiếp thì thiếp phải nói dối kẻ trên để lén lút, đợi đêm tối sẽ đến, dần dần ta sẽ kết duyên giai lão, như thế có hơn không? Giữ thiếp ở lại làm gì? Những điều này nên giữ kín, chàng nhất thiết không nên nói chuyện với ai. Nói xong vội vàng ra đi. Người học trò từ đó học hành chảnh màng, ngày thì ngủ say, đêm thì vui đùa với con yêu nữ. Đã hơn một tháng, thầy không thấy anh đến học, sai người đến nhà hỏi duyên cớ và bảo anh ta đến gặp thầy. Người học trò thấy thầy gọi liền đi theo người nhà đến. Toàn trông thấy anh, thầy mới giật mình hỏi rằng: mới qua một tin hoa nở mà nhan sắc xanh xao, tinh thần sút kém đến thế này, người mắc bệnh gì thế? Dạ thưa con không bệnh gì. Thầy nói: không bệnh gì mà hình dung thế kia, đúng là bị gái hư là mê hoặc rồi, nếu không can trì vóc người sút hẳn đi như thế. Người học trò trước còn giấu giếm, sau bị thầy hỏi vặn đến cùng, bấy giờ mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Thầy mới nghĩ hồi lâu rồi nói: bên nhà ngươi trọ có cây cổ thụ không? Có đầm sâu hay miếu cổ nào không? Người học trò nói: dạ trong vườn hoang có môi miếu cổ ạ, không biết làm từ đời nào. Cảnh miếu vắng vẻ, cách nhà con trò độ 500 thước. Hàng ngày con đi học thường hay phải qua đó. Thầy nói: thế thì đứa con gái ấy tất là con yêu trong ngôi miếu cổ rồi. Ngươi không nói sớm, chỉ 3 tháng nữa là chết. Anh ta mới sợ quá, lạy phục trước giường, xin thầy bảo cho phép trừ yêu. Thầy nói: xem lời lẽ bài thơ, trong lúc vội vàng chưa thể đoán được là yêu, hãy để xét nghiệm dần dần, xem nó là yêu gì mới có thể trừ được. Rồi lấy một vuông khăn lụa đỏ, đốt hương thư phù vào mặt khăn, rồi đưa cho anh học trò và dặn rằng: nó đã là yêu thì những câu gì ta mới nói với ngươi, tất nhiên nó cũng biết. Đêm nay con yêu đến, nếu nó có hỏi đi hỏi lại, phải kiên quyết nói là không. Nếu nói lỡ ra thì kế ta cũng không thể thi hành được, nhà ngươi tất phải chết. Nên làm thơ tự tình gấp đôi mọi ngày, đợi khi gả gái con yêu sắp dậy từ biệt, cầm khăn hồng này tặng nó và nói: tình nương của ta có yêu hàn nho không? Có định cùng ta kết làm vợ chồng không? Chúng ta nguyện nước ba sinh, há lại không có một vật gì làm tin ư? Vườn khăn hồng này khi ta mới sinh, có một ung quan trong ấp mừng cho, cha mẹ lấy làm quý báu cất kỹ để dành. Nay ta đem tặng nàng, xin đừng khinh thường, như có ta bên cạnh, đợi khi thành hôn, ta với nàng lau chung với nhau, có sung sướng hơn không? Bảo nó như vậy, nếu con yêu nhận lấy chiếc khăn là phúc cho nhà ngươi. Anh học trò mới bỏ khăn vào trong túi áo, lại hai lại rồi ra về. Đêm hôm ấy con yêu vừa đến đã hỏi ngay rằng: Lang Quân, hôm nay đi đâu thế? Anh học trò mới trả lời: không có đi đâu đâu. Con yêu nói: thiếp ở trong cửa thấy Lang Quân đi qua, thiếp đi theo sau đến chỗ cổng nhà thầy, thiếp muốn theo vào, nhưng thấy khí văn bốc lên cao vút, lởm chởm trông rất sợ. Thiếp đứng nấp ngoài cổng để đợi Lang Quân. Một lát Lang Quân ra, thiếp lại theo về. Sao lại nói là không đi đâu? Hay là đã có đám nào đấy chăng? Có lẽ đúng rồi. Ngạn ngữ có câu: vợ chồng mới nói 3 phần thật, chưa thể bày ra cả tấm lòng. Câu nói ấy đúng tâm lý Lang Quân lắm đấy. Anh học trò nói: không, cũng là hàng ngày đi học đấy thôi. Con yêu nín lặng rồi lại vui cười như trước. Đến lúc từ biệt, anh ta theo lời thầy đưa tặng khăn hồng nói rất thiết tha. Con yêu nhìn khăn 2-3 lần, xem mặt trên rồi lại xem mặt dưới, tựa hồ có ý sợ hãi, rồi nghĩ ngợi thở dài nói rằng: ai đưa vật này cho chàng? Đây là một vật làm cho vợ chồng ta lìa nhau, không thế thì làm sao bây giờ mới có được, trước kia lại không có.
anh học trò nói thác cớ là cha mẹ vừa mới gửi đến. Thương nàng, yêu nàng nên ta không tặng nàng. Thì ai tặng nàng? Đã khăng khít với nhau như liền khúc ruột, sao nỡ đem lòng ngờ vực như thế? Rồi anh ta giả vờ giận. Còn yêu lúc bấy giờ mới lấy khăn ra về. Sáng hôm sau thầy đến hỏi chuyện, biết là con yêu mang khăn về rồi, liền bảo anh ra xem xét trong miếu cổ. Quả nhiên thấy vuông khăn hồng vắt trên đầu cái chổi dễ bằng tre. Thầy trò vào cái chổi rồi nói rằng: đây, đúng là cái chổi này là thành yêu rồi. Thầy mới bảo đem chổi về đốt, thì nghe trong ngọn lửa có tiếng kêu khóc. Từ đó con yêu chổi mất tích. Lại một người học trò khác nhà nghèo đến ấp kia tìm nhà trọ. Người chủ nhà bảo rằng: tôi có một tòa nhà gồm 3 cái. Nhà dưới, nhà giữa và nhà trên đều là bằng ngói. Bên trong đồ ăn thức dùng không thiếu gì. Chỉ vì bị bọn ma quấy nhiễu, tôi không dám ở, phải bỏ cả tòa nhà ấy rời đi nơi khác. Nếu anh có thuật trừ ma thì cả tòa nhà ấy tôi xin cho anh dùng. Không những không phải trả tiền thuê mà còn cần dùng đến vật gì cũng xin có đủ. Lâu nay ai đến đây cũng phải bỏ đi, bây giờ anh có dám ở không? Người học trò ấy là người ngay thẳng, có khí phách, liền trả lời: thế gian làm gì có ma? Ví bằng có ma thật thì tục ngữ có câu: ma hay trêu người ốm. Ý hẳn ông sắp hết đời nên ma mới dám quấy nhiễu như thế. Còn như tôi thì ở xa đến đây tìm thầy học tập, chính là nghìn năm một hội tao phùng, một niềm trung hiếu tấm lòng chẳng sai. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đánh đè bẹp anh tài trong thiên hạ, đội ơn mưa móc kiểu trùng, mà dẫu tinh danh cũng chẳng làm gì nổi ta. Rồi anh vui vẻ cắp sách lên nhà trên, xếp đặt chỗ nằm ngồi ở gian giữa, an nhiên ngồi đọc sách. Chủ nhà lại sai người đến bảo rằng: anh có một mình sao chống nổi lũ ma? Đêm đến nên lánh đi nơi khác, không thì tai vả đến nơi đó. Anh mới quát lên rằng: ta không dám phạm chính, mà không thể làm gì được người. Đến đêm anh học xong mới thắp ngọn đèn to, buông màn nằm giả vờ ngủ để xem bọn ma làm thế nào. Một lát thấy 2 con ma ở nhà giữa đi lên, thân hình kỳ quái đáng sợ. Con thì muốn thổi tắt đèn, con thì muốn mở màn xem. Anh mới nhổm dậy đuổi đánh. 2 con ma chạy ra ngoài nhà khúc khích cười với nhau, tiếng nói như tiếng côn trùng, không hiểu chúng nói gì. Nhưng từ đó không dám vào chỗ anh nằm nữa, rồi đến sáng thì biến mất. Đêm sau anh đứng nấp ở bên ngoài nhà trên, rình ma đến thì đánh, và cũng để xem cho được hình dáng nó như thế nào. Nửa canh hai, thấy 2 con ma ở nhà dưới đi ra. Một con thì rất cao, hình dung to lớn, sắc đen trên dưới đều tròn, giữa thắt nhỏ lại, hình dáng rất lạ, trông không giống người. Một con thì thấp nhỏ, cũng chẳng ra hình người, nhưng da rẻ lại bóng lộn, có thể soi gương được. Ngang lưng lại thắt đai gấm rất đẹp. Anh mới xem kỹ hình dung từng con ma, rồi nghĩ thầm rằng: nếu chúng nó là hồn ngoan hay là quỷ dữ thì phải có đủ ngũ quan. Hình dạng chúng như thế kia, người không phải người, vật cũng không phải vật, hoặc là đồ dùng để trong nhà lâu ngày thành yêu nên mới như thế. Rồi anh ta đi thẳng vào nhà giữa đuổi đánh. 2 con ma mới ủ té chạy xuống nhà dưới rồi biến mất. Đêm thứ 3, anh cầm một con dao to. Khi trời sầm tối, anh đứng nép mình trên thềm nhà dưới để xem ma hiện ra từ chỗ nào. Đêm đã khuya, thấy con ma nhỏ từ dưới bếp đi ra. Con ma cao thì từ gian xếp chứa củi đi ra, vừa nhảy nhót vừa khúc khích cười, dắt nhau đi lên nhà giữa. Anh mới cầm dao theo sau. 2 con ma từ nhà giữa đi lên nhà trên, thấy anh không ở đấy, nhìn nhau cười, rồi đem quần áo sách vở của anh để ra phía ngoài nhà. Trong khi chúng đang khuân chuyển, anh mới rảo bước thật nhanh, bất ngờ chém ngay một nhát. Con ma nhỏ ngã lăn tại chỗ. Còn ma cao thấy sự chẳng lành, bỏ quần áo chạy ra nhà ngoài. Anh mới đuổi kịp, bổ một nhát trúng sọ, vỡ ra một mảnh, ngã lăn ra phía trước. Rồi anh đi thắp đèn soi, thì con ma nhỏ là một thoi vàng, có chỉ ngũ sắc buộc ngang. Còn ma cao thì là một cái chày bằng gỗ thị. Nhát dao khá mạnh, chém mẻ một nửa đầu chày, đem đắp vào rất đúng. Anh mới cười rằng: loài yêu kim mộc mà cũng tai quái như thế này ư?
rồi đem thoi vàng nướng lên, lấy nước muối rửa và cất vào hòm sách. Còn cái chày gỗ thì trẻ nhỏ đốt đi. Hai con ma từ đó mất tích. Sáng hôm sau anh gọi chủ nhà đến, thuật lại đầu đuôi câu chuyện và đưa thoi vàng cho chủ xem. Chủ nhà mới mừng lắm, lại đem vợ con về và hầu hạ người học trò nghèo.